Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Nông Nông nhé. Hôm nay em đang đi quay cho các bác xem một cái mảnh đất này có diện tích là 4 hectare 9. Rất là đẹp các bác nhé, cà phê và sầu riêng. Trên đất mình đây thì hiện tại đã có một căn nhà cấp 4 như thế này. Bác chủ nhà đã xài điện 3 pha. Một căn nhà xây rất là đẹp. Thì trên cái mảnh đất này thì một trên cái căn nhà này thì điện đóm này, rồi từ camera an ninh bao nhiêu nhà ra ráp hết rồi các bác nhé, có wifi đầy đủ. Đất mình đây thì cách đường quốc lộ 14 nằm gần 3 km, và cái từ cái mảnh đất này là cách cái con đường bê tông nằm khoảng 600 m các bác nhé. Cái đường bê tông khoảng tầm 600 m. Đằng sau này thì bác chủ nhà trồng hoàn toàn là sầu riêng. Xem chung cà phê như thế này. Sầu riêng này thì khoảng tầm 10 năm tuổi các bác. Sầu riêng rất là đẹp. Một cái mảnh sầu này thì có khoảng tầm trên 500 cây. Trên 500 cây sầu riêng. Nhưng trong đó thì có khoảng 220 cây. Có 220 cây là sầu lớn như này các bác nhé. 220 cây. Và trong đó là có 50 cây sầu Thái, 170 cây sầu ri. Vườn này thì sầu ri Thái là cái sầu lớn như này thì khá là nhiều. Đất mình đây thì 90% là bằng. Và cái hệ thống tưới bếp như thế này là bác chủ nhà đã ráp hết vườn rồi các bác nhé. Đất mình đây thì bác chủ nhà trồng khá là bài bản. Cây là 8 mét. Hàng cái hàng thẳng tắp. Một vườn quá là đẹp. Cái mảnh vườn này thì khuất gió hoàn toàn các bác nhé. Các bác xem cái hình ảnh này là em quay là trong thời gian này là đang là vụ khô. Thì cái tán rất là đều. Mảnh nào thì có gió thì sẽ bị nhìn cái tán nó đều đẹp như thế này đâu các bác nhé. Và trong cái mảnh vườn mình đây thì bác chủ nhà cũng trồng được khoảng tầm 4 cho tới 50 cây bơ. Bơ không bơ tư là bơ ghép các bác nhé. Sầu riêng thì trồng thẳng hàng thẳng nối rất là đẹp. Thì cái năm vừa rồi bác chủ nhà thu hoạch sầu riêng là hơn 30 tấn các bác nhé. Năm vừa rồi là thu nhập là hơn 30 tấn. Cà phê thì thu nhập 10 tấn cà phê trên một năm. Và em cũng xin nói cái giá của cái mảnh đất này là bác chủ nhà kêu là 7 tỷ rưỡi. Còn thương lượng nhẹ các bác nhé. 7 tỷ rưỡi. Diện tích mình đây là 4 hectare 9. Và cái vị trí cái mảnh đất này thuộc xã Đắc Ru, huyện Đắk Lờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đất mình đây thì cách đường quốc lộ 14 khoảng tầm 2 cây rưỡi số. Hai cái rưỡi số là ra tới trường học, cây xăng, trung tâm chợ búa nữa các bác nhé. Và từ cái mảnh đất này thì cách Sài Gòn khoảng tầm 200 km. Cách thị trấn Kiến Đức nằm nằm khoảng tầm cứ 12 km các bác nhé. Trên đất mình đây thì bác chủ nhà là có hai cái hồ nước. Thì em quay hết phía bên trên này rồi lát ra sẽ quay cái hồ cho các bác xem. Có hai cái hồ nước và tưới hoàn toàn là điện 3 pha hết các bác nhé. Hệ thống tưới bếp là khắp vườn. Sầu riêng thì hiện tại đang cho ra hoa rất là nắm hoa các bạn nhé. Một mảnh vườn quá là đẹp. Đường đi rất là thuận tiện, xe tải, xe ô tô, xe ba giò đi vào tận nơi.
và quanh hàng xóm đã họp hai lần là làm đường bê tông được các bác nhé. Họp dân để hai lần là nhà nước là 70% còn dân là đóng 30%. Thì khi mà đổ đường bê tông thì đi tận nơi thì một vườn này thì quá là đẹp các bác nhé. Đất mình đây thì sầu riêng 10 cây như 10, rất là đẹp. Sầu lớn này thì sầu ri nhiều hơn là sầu sầu ri 6, nhiều hơn là sầu Thái. Sầu Thái thì cây lớn như thế này là 50 cây, 170 cây sầu ri to như thế này. Một cái vườn thu nhập mà một năm thu nhập trên 1 tỷ các bác nhé. Một mình vườn quá là thuận tiện. Bác nào mà có yêu thích cái mảnh vườn cây ăn trái như thế này thì nên là em qua số điện thoại 0969 780 789 để em dẫn các bác đi xem đất. Và trên cái mảnh đất này thì bác chủ nhà có trồng hơn 300 cây sầu là năm 2 và năm 3, có một số ít là năm thứ nhất. Trong hơn 300 cây này thì bác chủ nhà có trồng khoảng tầm gần 100 cây là sầu ri 6, còn lại khoảng tầm hơn 200 cây là sầu Thái các bác nhé. Nói chung là một cái mảnh vườn này thì hơn 500 cây là trồng kín vườn, xen chung với cà phê. Và em xin nhắc lại cái mảnh đất này là thuộc xã Đắc Ru, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Diện tích là 4 héc 9 các bác nhé, sổ sách đầy đủ. Thì bác nào có yêu thích cái mảnh đất này thì kết bạn qua Zalo cho em, qua số điện thoại 0969 780 789 để em gửi hình sổ cho các bác xem nhé. Ủa mình vườn quá đẹp. Cây là 8 mét, trồng thẳng hàng thẳng nối. Hệ thống tưới bép là hết vườn. Và trên đất mình đây có một số ít ở phía bên dưới này là cái đường ranh cái mảnh đất mình đây. Thì có một chút là hơi dốc các bác nhé. Hơi dốc một xung quanh mảnh vườn mình đây. Một chút dưới đây. Với sầu riêng nhỏ như này các bác nhé. Cây sầu nhỏ như thế này thì là hơn 300 cây như thế. Một cái mảnh vườn mà nguồn thu nhập rất là cao. Đây này em đang đi là cuối chân đây, gần cuối chân đây. Một cái mảnh vườn này có diện tích là 4 héc 9, 7,5 tỷ. 7 tỷ rưỡi này thì còn thương lượng nhẹ. Thì cũng khá là hợp lý cho cái vùng đất trồng cây ăn trái trên đây. Xung quanh đây thì dân cư ở cũng khá là đông đúc các bác nhé. Đất thì nằm tầm 90% là bằng như thế này. Một mình rẫy quá là đẹp. Bác nào mà quan tâm cái mảnh đất như thế này thì nhớ liên hệ em qua số điện thoại 0969 780 789 nhé. Cái mảnh đất này thì bác chủ nhà là bán hết nhé các bác nhé. Không có cắt nẻ bán.
Đây là cái con đường điện ba pha trước mặt em đây. Thì xuống bên phía dưới đây là có một cái hồ. Mảnh này là có hai hồ nước các bác nhé, hai hồ nước gần nhau, tưới là điện ba pha hết. Và đây là cái hồ nước mà nước tưới đây các bác nhé. Và các bác xem xong nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em có động lực em quay những video tiếp theo cho các bác xem nhé. Em xin chào tất cả các bác.